nhớ luôn luôn luyện tập, luôn luôn phát triển mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Thì đó là cái công thức để trở thành những người giàu, những người mạnh khỏe hơn, những người sống lâu hơn. Okay. 42, 43 tuổi. Vô. Hả? Thì nó là vậy. Luyện tập. Và luyện tập. Và những cái thứ mà mình nói, nó chỉ có bạn làm được thôi. Vợ bạn cũng làm không được cho bạn. Anh bạn cũng làm không được cho bạn. Ok. Mẹ bạn cũng không làm được cho bạn. Chỉ có bạn làm được cho bạn. Thì nó là vậy. Vậy thôi. Hôm nay là ngày chủ nhật. Mình tranh thủ tẩy ra vài cái tín hiệu cho anh em. Tối đây anh em chốt đơn, chốt đơn, chốt đơn. Thị trường đã thay đổi lên thêm một lần nữa. Và nó thay đổi như vậy. Vừa rồi thì nó thay đổi đâu khoảng cỡ vài giờ. Tối hôm nay, ngày chủ nhật, thị trường tương lai mở cửa thì nó sẽ dao động, dao động và dao động. Vậy thôi, xin chào mọi người.